Thưa quý vị, một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào trưa nay tại công ty cổ phần Việt Vương ở khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm phá hủy phần lớn tài sản tại xưởng cùng toàn bộ hệ thống mái che nhà xưởng. Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại hiện trường, toàn bộ khu nhà xưởng và hệ thống thiết bị trong xưởng của công ty rộng tới hàng trăm mét vuông đã bị lửa thiêu cháy hoàn toàn. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng liên quan điều tra và làm rõ.